Ca lâm sàng đầu tiên về một bệnh nhân nam 68 tuổi. Bệnh nhân này đã được chẩn đoán HCC từ năm 2017 bằng cái sinh thiết chẩn đoán. Và từ thời điểm 2017 thì bệnh nhân cũng cho đến nay đã được điều trị 5 lần đốt sóng cao tần. Sau đó thì nút mạch 2 lần vào 2018 và thời điểm đầu năm 2021. Và trong tất cả các cái lần thì cái chỉ điểm U của bệnh nhân thì nó luôn ở cái ngưỡng bình thường. Và đây là một số cái hình ảnh về của bệnh nhân sau khi mà đốt sóng từ thời điểm 2019, tức là sau khi đốt sóng thì bệnh nhân có tổn thương ở hai bên, cái nốt ở bên trái và một cái nốt ở bên phân tùy sau bên phải. Những tổn thương này thì sau đốt sóng thì đáp ứng rất là tốt, và tổn thương có kéo bao gan do cái việc mà đi kim, sau đó thì các cái thì động mạch không nên ngâm thuốc, và liên tục các cái thời điểm mà bệnh nhân rất là khám lại đều đặn và thường xuyên, các cái tổn thương khá là ổn định. Đến thời điểm 2020 vẫn chỉ là các cái tổn thương đấy. Và bắt đầu từ thời điểm đầu năm 2021 thì bệnh nhân xuất hiện một cái tổn thương mới. Thì tổn thương này trên cộng khoảng từ thì có đến khoảng 3 đến 4 tổn thương, nhưng mà có thể thấy những cái nốt mà ranh giới rõ, tăng tín hiệu trên cái xung T2. Và trên xung phích 8 thì có vẻ như là không thấy có sự biến đổi tín hiệu. Trên T1 thì tổn thương có cái phần giảm tín hiệu, đặc biệt là trung tâm. Và cái thì động mạch thì cũng có ngẫm thuốc, nhưng mà đến thì muộn và thì tĩnh mạch thì tổn thương này có cái đặc điểm là nó lại không thải thuốc rõ hoàn toàn, mà nó lại càng ngấm sâu bên trong hơn. Thế là phần trung tâm tăng ngâm thuốc và cái phần ngoại vi thì cũng đã thải thuốc. Đây là một số các cái tổn thương khác với cái tính chất hoàn toàn tương tự. Và một số ở tổn thương này là có cái đây, một số tổn thương khác. Với cái thời điểm tháng 5 2021, tức là sau đến 4 tháng, thì số lượng tổn thương có vẻ tăng hơn với cái tính chất hoàn toàn tương tự. Đấy, những cái tổn thương tính chất hoàn toàn tương tự ở trên các cái xung T1 giảm, có ngâm thuốc, và cái phần ngoại vi thì giảm tín hiệu, cái thì muộn, và cái phần trung tâm thì tăng ngâm thuốc. Vậy thì như vậy là một trên nền của bệnh nhân mà đã có chẩn đoán HCC rồi sau khi điều trị, và cái thời điểm bắt đầu từ tháng 1/2021 thì xuất hiện các cái tổn thương mới. Tuy nhiên thì bệnh nhân trong tất cả các lần đi khám thì cái chỉ điểm U đều không thay đổi, cho nên là các bác sĩ cũng liên tục cho bệnh nhân về, không làm gì tiếp. Và đến cái thời điểm mà tháng 3 của 2022, tức là sau khoảng 14 tháng, cái thời điểm 14 tháng đây là tính từ cái thời điểm mà bệnh nhân xuất hiện nốt mới đấy. Tại thời điểm 14 tháng thì các cái tổn thương cũng phải khá là khẳng định, cũng không có sự thay đổi nhiều, với cái tính chất vẫn tương tự như vậy. Thì trong cái hội đồng hội chẩn u gan thì quyết định là sẽ cho bệnh nhân chụp một cái cầu từ đặc hiệu mô, tức là sử dụng cái chất thuốc đối quang từ là Primovic. Thì trên cái kết quả của cái thuốc đối quang từ Primovic vào cái thời điểm sau cái thời điểm đấy khoảng một tuần, bệnh nhân được chụp các cái tính chất trên các cái xung khác thì cũng tương tự. Tuy nhiên mọi người cần lưu ý rõ về cái thì gan mật. Ở cái thì gan mật của cái tổn thương này thì tất cả các tổn thương đều dự thuốc tăng hơn so với nhu mô gan. Đây, tăng hơn rất nhiều so với nhu mô. Cho thấy bản chất của tổn thương này có vẻ là một tổn thương lành tính, và nó khá phù hợp với một cái tổn thương FNH, tức là một cái căn sản nốt khu trú. Tuy nhiên thì hội đồng vẫn quyết định là sẽ sinh thiết những cái nốt này để gọi là khẳng định chẩn đoán hơn, bởi vì cái tổn thương này thì có vẻ như là cũng rất là ít gặp. Thì trên cái kết quả của cái xét nghiệm, tức là cái bệnh phẩm sinh thiết, thì bên các bác sĩ giải phẫu bệnh đọc là một cái mô gan viêm mãn tính, và sau khi hội chẩn lại thì có vẻ như nó phù hợp với một cái tổn thương của FNH. Và như vậy thì bệnh nhân này là khá phù hợp với một cái tổn thương mà FNH xuất hiện sau khi mà điều trị với lại cái hóa chất. Về các cái bài báo mà liên quan đến cái chủ đề này thì thường người ta sẽ nhấn mạnh cái vai trò của cái thuốc oxaliplatin. Tuy nhiên thì ngoài cái oxaliplatin thì tất cả các cái điều trị khác tác động vào gan, ví dụ như là xạ trị, hóa trị và các cái thuốc khác thì cũng đều có thể gây ra cái tổn thương này, thì nó sẽ ảnh hưởng đến cái hội chứng là cái chứng tắc nghẽn cái xoang mạch ở gan, và xuất hiện cái tổn thương của FNH để phản ứng lại với cái tổn thương trên. Thì ở bệnh nhân này thì nếu như mà cái thời điểm ban đầu theo như giáo sư Hàn Quốc vừa chia sẻ,
Nhưng thời điểm ban đầu bệnh nhân phát hiện mà đã được chụp cộng từ với Promovit luôn thì có thể là mình đã khẳng định chẩn đoán là một tổn thương lành tính và cũng không cần phải lăn tăn gì ở bệnh nhân này. Tuy nhiên thì như giáo sư Lưu cũng đã nói về cái việc mà giá thành cộng với lại cái chỉ định của cái Provit ở thời điểm hiện tại của lúc mình cũng chưa gọi là quá rộng rãi, cho nên là cũng khá là chặt chẽ được cái việc chỉ định. Thì đến thời điểm 14 tháng sau khi mà theo dõi thì bệnh nhân mới được chỉ định chụp. Và như vậy là trong cái trường hợp các bệnh này thì cái vai trò của cái Provit là cực kỳ là có ích. Tức là sau khi mà chụp cộng từ Provit lên thì bác sĩ chẩn đoán hình ảnh cũng như các bác sĩ lâm sàng thì hoàn toàn có thể tự tin để khẳng định rằng là cái tổn thương này là một tổn thương lành tính và nó phù hợp với một cái bệnh cảnh mà đã được xuất hiện ở báo cáo ở trên y văn thì tôi trình bày ở trên. Các tiếp theo ạ. Các tiếp theo về một bệnh nhân 65 Chắc tuổi. là cái ca này sẽ để xin ý kiến của chỗ phó sư Ly xong có các cái trao đổi luôn nhỉ. Có mấy ca Lâm phân có mấy ca này? Hiện tại thì ở viện mình đã chụp đến khoảng 3 đến 4 ca. Và cái ca Không mà có em vừa được báo cáo là ca đầu cái tiên. trong cái báo cáo của em là sẽ có mấy ca hôm nay. À, em báo cáo 3 ca. Ok, thì chúng ta sẽ hỏi giáo sư Ly trước về các ý kiến là thì chúng ta trao đổi. Đó. Dạ vâng ạ. Postly, you are Professor Lee, can you hear me? Hi, Professor Lee. Are you still there? We have a questions or want to discuss with you. Chắc là ban thư ký sẽ liên hệ lại xem chắc là chưa có Okay, được để chúng ta sẽ trao đổi. Ok, chúng ta tiếp tục. I am nine. Sorry. Okay. Wesley, can you hear? Okay. Can you hear me? Yeah, I can hear you. Okay, I'm sorry. for the first case, Dr. Tân has already present. Do you follow this case? You follow the first case of Dr. Tân? He has just presented. Dr. Lee, Dr. Tan Yeah. has just shares a case on HCC, and then we would like to have your opinion on this case as well. Can you For... see the case on screen? Yeah, the first case. Oh, okay. Yeah. We talk about male patient with HCC. He has received ablation and taste. After the 1 year follow-up, we see the new lesion on January 2021, and this patient is still follow up and until the after 14 months, and we decided to perform the MRI with Primovis, and in the hepatobiliary phase all the lesions show hyper intense. And we think it's related to the enhanced after treatment with oxaliplatin. It's the same reason in this patient. And how do you think about this patient? So This patient was I performed biopsy, and the results are very suitable with FNH.
So do you mean, what is your question? I cannot understand your question. Anh Lưu bật mic ra anh ơi. Yes, sorry. So this female 68 year old, and 2 years ago she was diagnosed of HCC and left and right liver and was outpatient in absolute flow up, and the doctor find out some lesion and enhanced small lesion. I met maybe 10 or 15, right? And enhance on arterial phase and also enhance on delay phase on CT and MRI also. And after that, 4 months after, and the number of lesion is increased in multiple lesion, and like you see on the screen. And after that, we decide to use PMOVIS and for MRI, and so the enhance on delay phase, and with the result of pathology is suppress of chronic inflammation, and it's like FNH. And so, what do you think about the this case about the diagnosis, and also for straight to the floor? So do you mean the diagnosis of FNH is appropriate? Can I ask the patient, those patients has alcoholic liver cirrhosis or not? Hepatitis. Ah, okay. Mm-hmm. I have a lot of experience showing those kind of lesions, and I think the morphology, the lesion shows on the premovis MRI is I think typical for FNH, even though the central lesion doesn't show the uptake on hepatobiliary phase, but as you already know, this kind of morphology is very common in FNH, we didn't call it as FNH, rather we call it FNH like nodule, because the background liver is not normal. So if the background liver is normal, we can call it FNH, but the background liver is not normal. If the liver has the hepatitis B or the cirrhosis, so we I think I report that lesions FNH like nodules. So I think the imaging findings is compatible with FNH like nodules. Có bao nhiêu ca mà đã xuất hiện cái sau khi điều trị xong mà dùng các cái hóa chất như vậy mà xuất hiện những cái tổn thương chẩn đoán như này đã trong cái thực hành của Tân đã gặp bao nhiêu ca? Thực ra thì từ cái thời điểm mà ca này là ca đầu tiên, nhưng mà sau đó thì từ khi mà xuất hiện cái ca này rồi thì truy ngược lại, nhưng một số ca thì có vẻ nó không hề ít gặp đấy. Bởi vì là cái giáo sư vừa nói là cái tâm thế của việc bây giờ trên này một bệnh nhân đã có viêm gan mạn mà lại đã có tiền sử một cái HCC rồi, mà sau khi điều trị các kiểu lại xuất hiện một cái nốt ăn đông thuốc, thì rõ ràng là cái phản xạ đầu tiên thì người ta cũng sẽ không nghĩ một cái tổn thương của FNH, mà sẽ nghĩ cái tổn thương tái phát, mà không những chỉ là ở cái HCC mà cái bệnh cảnh này sẽ gặp nhiều nhất trong cái trường hợp mà của cái ung thư đại trực tràng với căn gan mà điều trị với các cái nhóm ma chất và platin này, thì xuất hiện những cái nốt mới tăng đông thuốc như vậy thì thường người ta sẽ không nghĩ đến một cái tổn thương của cái FNH, mà họ nghĩ đến cái tổn thương di căn. Hầu hết các bác sĩ mình sẽ đọc cái xu hướng đấy, nhưng mà nếu như mà xét kỹ ra thì có vẻ như là cũng gặp cũng không phải ít ạ. Sau ca này thì cũng gặp cũng tương đối một số ca nữa. Cái
cái xuất hiện của cái nhóm hóa chất chúng ta sử dụng sau khi xuất hiện các cái tổn thương và số lượng nó tăng dần, có vẻ tăng rất là nhanh. Mà tức là nó tương đối là hàng định và các cái chỉ điểm u các kiểu thì không không thay đổi gì. Và siêu âm thì có vẻ như là sẽ rất là phù hợp với những cái tổn thương này, bởi vì trên siêu âm thì trong phim phim thì rất là nhiều, nhưng mà trên siêu âm thì cực kỳ là khó phát hiện, thậm chí là có thể không thấy được cái tổn thương nào hết, vì nó không cái em cũng khó mà phát hiện trên siêu âm với cái tổn thương nhỏ, nó không có hiệu ứng khối. Nhưng mà cái quan trọng nhất để khẳng định thì vẫn phải là một cái cộng từ với Promovit, thì mới khẳng định cái tính chất lành tính để có thể tiếp tục theo dõi, chứ nếu không thì cũng phải nghĩ đến cái tổn thương là có thể là tái phát. Supposedly, do you often see this kind of lesion is appear post platinum chemotherapy? No, that is not common. So we cannot know the exact cause of the kind of lesion, but more commonly, I see this kind of lesion in the patient with acute liver cirrhosis, or cirrhosis with viral infections, but I didn't see the FNH or FNH like lesion due to the chemotherapy. So rather, I rarely saw the paleosis, after the chemotherapy, but I didn't experience with the FNH after chemotherapy, or due to the chemotherapy. Okay, thank you. Xin mời bác sĩ Tân tiếp tục. Dạ. Còn ca lâm sàng thứ hai là về một bệnh nhân nam 65 tuổi. Bệnh nhân này thì có tiền sử về viêm gan mạn. Thì bệnh nhân được trên cái tầm soát thì phát hiện trên siêu âm một cái khối dạng âm với đường kính tương đối là lớn khoảng 40 mm, và cái chỉ điểm u bình thường. Thì bệnh nhân được chụp mà các lớp vi tính, cái tổn thương ở cái phân thủy sau, giảm tỉ trọng trước tiêm, thời điểm sau tiêm, và thì cũng không rõ cái tính chất ngấm thuốc, bờ ranh giới không rõ, và có vẻ như ở cái thì tĩnh mạch thì có một cái phần hơi tăng ngấm thuốc một chút của cái viền xung quanh ở ngoài. Và với cái tổn thương này thì tiếp tục được chụp cộng từ để ra tăng thêm thông tin, bởi vì là trên này bệnh nhân đã có sơ gan rất là rõ, cái bờ gan không đều ở đây, xuất hiện khối kích thước không phải là nhỏ, khoảng 46 mm, nhưng mà cái tính chất rõ ràng là trên CT thì không hề điển hình một chút nào cho HCC cả. Trên cái cộng hưởng từ thì một cái khối tăng tín hiệu trên T2 rất là rõ, và có cái mất, tức là có cái thay đổi tín hiệu trên cái xung in phase và out phase, cho thấy rằng là có chứa mỡ vi thể ở bên trong. Trên xung khuếch tán thì bệnh nhân này có cái hạn chế khuếch tán tương đối là rõ, nhưng mà cái động học thì cũng không khác gì so với lại các lớp vi tính. Tuy nhiên ở cái bệnh nhân này thì cái việc mà quan sát thấy cái việc mà ngấm thuốc của cái vỏ rõ hơn nhiều. Và như vậy thì nếu như mà dựa vào CT và các lớp vi tính thì theo cái phân loại LIRAS thì ở bên này có thể xếp một cái LIRAS 4. Tức là với cái thứ nhất là cái tổn thương không có cái tăng ngấm thuốc ở thì động mạch, và cái kích thước thì là lớn hơn 20 rồi. Như vậy xét đi các cái yếu tố phụ thêm thì ở đây có cái tăng ngấm thuốc vỏ. Và bệnh nhân này thì có một cái điểm mà gợi ý tính chất ác tính là cái có cái hạn chế khuếch tán ở trên cầu từ. Và như vậy thì bệnh nhân trong cái quá trình hội chẩn với hội đồng thì quyết định là sẽ sinh thiết. Và trên cái bệnh phẩm sinh thiết mà sau khi đã được hội chẩn và trao đổi kỹ lưỡng thì có một cái sự thay đổi về cái vùng của, đây là vùng của u và đây là vùng gan lành, có sự tăng cái mật độ của cái tế bào gấp 2 lần, và ngoài đây có cái đè đẩy nhẹ so với lại cái vùng gan lành xung quanh, và có cái hình thái giả tuyến ở bên trong, đây là hình thái giả tuyến được ghi nhận, và có cái thoái hóa mỡ lan tỏa. Thì thực ra cái thoái hóa mỡ này thì cũng phù hợp với cái đặc điểm hình ảnh ở trên cộng hưởng từ rồi, và có các cái động mạch không cặp, tức là những cái động mạch mà đơn lẻ không đi kèm với tĩnh mạch cửa, là một trong những cái dấu hiệu của cái chuyển dạ ác tính. Đây là cái động mạch không cặp ở trên vi thể quan sát được.
và cái kết quả xét nghiệm bệnh cuối cùng của bệnh nhân này là phù hợp với một cái early HCC, tức là một cái HCC sớm. Trong cái phân độ ở đây thì đó là cái trên cái hình thái đại thể là một cái tổn thương ranh giới không rõ, HCC sớm ranh giới không rõ, và trong cái quá trình mà hình thành u cái hepatocarcinogenesis thì đây sẽ là cái hình thái mà của bệnh nhân này là phù hợp. Và cái đặc điểm ngấm thuốc thì nó cũng tương đối là phù hợp, bởi vì là trên cái hình ảnh của HCC sớm thì cái lượng máu từ động mạch rất là thấp và nó sẽ biểu hiện một cái khối ngấm thuốc kém hơn cả những mô gan lành xung quanh. Đây là một cái sơ đồ chẩn đoán cho một nghiên cứu về cái HCC sớm, thì họ sử dụng luôn cái cầu từ có thuốc với tim chống đối quang đặc hiệu ấy. Thì trên cái thì gan mật giảm tín hiệu, và sau đó thì những cái khối mà nếu như mà có tăng ngấm thuốc thì động mạch thì chẩn đoán luôn HCC rồi, nhưng mà những cái khối mà không có ngấm thuốc ở thì động mạch thì họ sẽ tiếp tục xét tiếp, và nếu như một khối đấy mà có cái hạn chế phách tán thì sẽ nghĩ nhiều đến một cái HCC sớm hoặc là một HCC biến hóa. Thì ở bệnh nhân này thì một số các đặc điểm tương đối là phù hợp với cái HCC sớm, cái hóa mức lan tỏa, về cái hạn chế phách tán và cái ngấm thuốc kém ở thì động mạch. Và như vậy nếu như mà bệnh nhân này trước khi mà chụp cộng hưởng từ mà chỉ sử dụng CT thì có thể là chỉ có xếp ở một cái LAT3, tức là sẽ nghi ngờ tính thấp. Và trong trường hợp này cộng từ đã cung cấp rất là nhiều thông tin thêm. Và cũng rất đáng tiếc ở bệnh nhân này thì không được sử dụng cộng từ với cái thuốc đối cộng từ đặc hiệu. Và nếu như mà có cộng từ với thuốc đối cộng từ đặc hiệu thì đã có thể chẩn đoán luôn HCC sớm ở trên cộng từ rồi. Em xin mời ca tiếp theo, ca cuối cùng của bệnh nhân nam 56 tuổi, okay, cũng với sự. Firstly, do you have comment for the second case? Dạ, cô Ly, cô có thông báo là cô đang có hơi chút bận nhận nên là cô đang xin phép làm, okay. Sẽ phản hồi sau ạ. Dạ. Ok. Em xin tiếp tục. Phê lâm sáng thứ 3 là bệnh nhân nam 56 tuổi với cái cũng chẩn đoán là một cái có gọi là có viêm gan B dương tính. Và trên siêu âm ở bụng cũng phát hiện một cái khối tương tự với cái chỉ đẳng u khá là thấp. Thì bệnh nhân được chụp cộng từ. Khi chết cộng từ thì mọi người có thể thấy rõ một cái tổn thương ở cái phân thùy sau, tăng kích thước, tăng tín hiệu trên T2, trên T1. Thì có sự sụt giảm tín hiệu trên sông alpha, cho thấy là một tổn thương này có mỡ lan tỏa rất là nhiều. Và cái thì động mạch thì ngấm thuốc rất là rõ, đặc biệt là vùng này, và có vẻ thải thuốc. Và như vậy thì rõ ràng là sẽ một cái đặc điểm hình ảnh tương đối là phù hợp với HCC, và hơn nữa với cái hình thái mà mất mỡ lan tỏa toàn bộ nha, thì có vẻ như có phù hợp cả với lại cái HCC thể viêm gan nhiễm mỡ. Tuy nhiên thì ở bệnh nhân này trên một cái vùng khác lân cận có một cái tổn thương tính chất cũng tương tự. Tuy nhiên mọi người có thể thấy ở chỗ ở cái T1 hai tổn thương nó có sự khác nhau rồi. Trong cùng một khối tổn thương này thì có giảm ở T1 và tín hiệu thì có thể coi như gần như là không thay đổi so với lại cái infay và outfay, chứng tỏ là nó không chứa mỡ. Và ở cái tổn thương này thì có ngấm thuốc, nhưng mà chủ yếu là cái viêm ngoại vi là ngấm rõ hơn, bên trong cũng có ngấm nhưng ít hơn, và cái tính chất thải thuốc thì gần như là không thấy, mà nó còn ngấm tăng dần vào trung tâm hơn. Và như vậy thì trên cùng một tổn thương của một bệnh nhân mà lại có hai cái vùng với cái tính chất ngấm thuốc với cái tính chất trên hình ảnh có vẻ khác nhau, thì bệnh nhân này cũng được sinh thiết ở trên cái sinh chất lõi thì được chẩn đoán là một cái ung thư đường mật, và bệnh nhân này đã nhuộm cả hóa môn miễn dịch rồi, chẩn đoán ung thư đường mật. Và sau đó thì như là bệnh nhân sẽ được chỉ định phẫu thuật, bởi vì là cái tổn thương này có thể phẫu thuật được. Sau cái thời điểm phẫu thuật thì trên cái mảnh bệnh phẩm phẫu thuật với cái số lượng bệnh phẩm lớn hơn thì cũng đã có hồng miễn dịch, thì phải đọc ra là một cái tổn thương thể mix giữa, tức là thể hỗn hợp giữa HCC và ICC, tức là u động mạch, và một số cái hình ảnh minh họa của cái tiêu bản vi thể về hai cái vùng rõ ràng với cái ranh giới đấy. Đây là vùng của u động mạch và đây là vùng của HCC với cái thể bè có ham mỡ.
Vùng mật với hình thái giả tuyến. Và đây, hình thái giả tuyến và hình thái thể thể bè, và các cái giả tuyến rồi là những các cái tế bào mỡ cũng phù hợp với cái đặc điểm hình ảnh ở trên cộng hưởng từ. Còn đây là cái vùng giả tuyến, là cái đặc trưng của u lồng mật. Cái hoa mồm dịch thì cũng tương tự, một vùng thì ngấm các cái hepamoc của HCC, vùng còn lại thì lại ngấm với CK7 của u lồng mật. Và như ở trường bệnh nhân này thì nó là phù hợp với cái bệnh cảnh của một cái thể hỗn hợp u lồng mật và HCC. Và nguyên nhân được giải thích là do cái nguồn gốc của cái tế bào u ở trên cái kênh Herring này, thì đây là vùng cái tế bào tiền thân của HCC, đây là tiền thân của u lồng mật. Và nếu như mà từ những cái tế bào ở giữa này có thể biệt hóa theo hai hướng này, thì nó sẽ hình thành lên là cái thể mix. Thì ở bệnh nhân này thì có một cái vấn đề là rất là may mắn là bởi vì bệnh nhân đã được sinh thiết đúng vào cái phần của u lồng mật, cho nên là cái chỉ số điều trị ở đây đưa ra là 1. Trong trường hợp nếu như bệnh nhân mà sinh thiết vào cái phần của HCC và với cái chẩn đoán đưa ra là một cái HCC, và ví dụ như là bệnh nhân này có thể lựa chọn nút mạch, tức là bệnh nhân thấy rằng là mình có thể nút mạch được mà từ chối mổ chẳng hạn, thì có thể là sau khi mà nút mạch thì chỉ có cái phần HCC này nó đã ứng điều trị, và sau đó thì cái phần mà ICC, tức là phần u lồng mật này, thì nó hoàn toàn gần như là chưa được điều trị, nó sẽ bùng lên rất là nhanh. Và như vậy thì sau một khoảng thời gian thì có thể là bệnh nhân sẽ được gọi là tái phát sau khi điều trị, vân vân vân, và rất là nhiều vấn đề kèm theo. Cho nên là cái việc mà chẩn đoán được cái u thể hỗn hợp ở trên nhãn tương đối là khó khăn, bởi vì là trên một nền bệnh nhân có một cái viêm gan D mà lại xuất hiện khối, thì hầu hết các cái u ở đây sẽ là HCC với cái tần suất gặp rất là cao, và khi mà sinh thiết ra được cái HCC thì hầu hết là người ta sẽ bằng lòng với cái chẩn đoán đấy và tiếp tục đưa vào bệnh nhân vào điều trị. Tuy nhiên là bệnh nhân này thì bởi vì là trên hình ảnh cũng có vẻ đã xuất hiện sự nghi ngờ về hai cái thành phần của cái khối, cái đặc điểm hình ảnh tương đối là khác nhau, cộng với việc là bệnh nhân được sinh thiết lại trúng được cái phần đường mật, cho nên cái điều trị phẫu thuật là điều trị hợp lý nhất ở bệnh nhân này. Còn thực ra cái việc mà chẩn đoán thể hỗn hợp ở trên cả lâm sàng lẫn hình ảnh cũng là một thách thức rất là lớn. Và như mọi người thấy là kể cả đã đưa cả sinh thiết vào thì vẫn có thể bị sai. Trong trường hợp này là mảnh sinh thiết chỉ lấy được cái phần của u đường mật, và cũng không thể loại trừ với cái trường hợp khác thì mảnh sinh thiết chỉ lấy được phần của HCC và sẽ bỏ sót cái u đường mật, tương đối là khó khăn. Đó. Em xin hết ạ. Xin cảm ơn bác sĩ Tân đã cho các cái báo cáo ca lâm sàng rất là hay và khó, và có những cái mà chúng ta thấy là cái việc chuẩn đoán hình ảnh xếp loại thì có những cái theo một cái guideline hướng dẫn rồi, tuy nhiên có những cái trường hợp mà chúng ta cần phân tích hình ảnh một cách rất là chuyên sâu với lại những cái kỹ thuật chụp, chúng ta thấy là cái thể hiện là cái để đạt được cái hình ảnh mà để chúng ta phân tích cũng như là cái bản chất, mặc dù là cái ca cuối cùng là cái chỗ mà cái kỳ tiêm thuốc thì muộn nó có cái nhiễu ảnh liên quan nhịp thở nó cũng bị ảnh hưởng. Tuy nhiên nó lại là những cái ca khó mà nó lại có hai cái thành phần hỗn hợp u từ hỗn hợp tế bào gan với lại tế bào đường mật, nên ra là cái việc chẩn đoán làm cho cái nó sẽ bệnh lý thì nó bản chất nó đã khó rồi, trong khi đó các cái hình ảnh như vậy thì chúng ta phân tích thì làm sao để cho nó có thể hiện được các cái bản chất của tổn thương và đối chiếu lại với mô bệnh học. Thì đây là những ca mà rất là hay, tôi nghĩ là làm các cái tập hợp những cái báo cáo và chúng ta sẽ viết các cái bài thì chúng ta công bố, vì những cái nó không phải là thường gặp. Cái từ cái ca đầu tiên cũng như là các cái ca sau này chúng ta có từ các bác sĩ hội chẩn đa chuyên khoa cũng như là cái kết quả dấu bệnh, rồi thì phân tích đặc điểm lại cái hình ảnh và chúng ta đối chiếu lại, như thế là rất là hay trong quá trình chúng ta phân tích đọc kết quả. Mặc dù những cái thông thường thì chúng ta thấy là nó thấy rất là hình thường quy, tuy nhiên những ca khó nó rất là dễ nhầm các cái chẩn đoán thì chúng ta sẽ phối hợp. Thì xin mời các quý đại biểu chúng ta có câu hỏi không ạ?